棒。宝宝灯。nóng quá, nóng quá, nóng quá, phải làm sao đây? Ôi ôi, nóng quá đi, cái tay của tôi sưng đỏ lên rồi. Ôi không, bạn đã vô tình làm bỏng tay, bạn nên cho tay ngay vào nước lạnh. Ôi ôi, đau quá đi, cái tay của tôi sưng đỏ lên rồi. Vì bị ong đốt nên bạn thật đau, mau lấy kim ra và rửa vết thương thật sạch. Ôi ôi, ôi ôi, nóng quá đi, nóng quá đi, trong mặt thật đầy, trong mặt mệt quá đi thôi. Ôi không, bạn đã đi rất lâu giữa trời nắng, tìm nơi bóng râm nghỉ ngơi đi nào. Ôi ôi, đau quá đi, ôi mắt của tôi đau quá đi thôi. Ôi không, đã có chi bay vào mắt, đừng cho tay vào giữa ngay đi nào. Bạn ơi hãy nhớ mỗi khi bị đau, mau đến bên bác sĩ ngay nhé bạn. Hứa đó nha. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm, cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, Hưu Cao Cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương ở cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá, để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc, rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah, tốt lắm. Hả? Không. Ôi, cổ của mình. Ôi không, mình xin lỗi. Tập trung nào. Nào, cái to nhất trước. Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đi ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vòng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vòng sắc màu. Hưu Cao Cổ ngầu quá đi. Ủa? Hưu Cao Cổ giờ thì cổ chẳng còn đau. Chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vòng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, Hưu Cao Cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi.
Ow, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi, đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du du tu du giờ đã bay, tu du du tu du lại được rồi, tu du du tu du phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạn chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du giờ thì chân, tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn.
Bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người phải cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Chào buổi sáng bạn nhỏ. Chúng mình sẽ giúp bạn chải răng nha. Thật chứ? Chải sạch răng, chải sạch răng, chải răng cho thật đều bạn nhé. Sáng một lần nè và một lần buổi tối. La 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 la, chải răng nào. Chải răng nào. Chải răng nào. Chải răng nào. Wow, thật sáng bóng. Ta xịa răng, ta xịa răng, xịa răng cho thật sạch bạn nhé. Xong rồi nào mình cùng soi gương. Xong rồi. La 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 la, xịa răng nào. Xịa răng nào. Xịa răng nào. Xịa răng nào. Xong rồi. Vậy thôi. Chào buổi sáng cùng nhau hát vang. Chào buổi sáng cùng nhau ca lên nào. Nhìn kìa ông mặt trời đã lên rồi. Dậy đi thôi. Dậy đi thôi. Chào buổi sáng nhé mẹ yêu. Sáng thức dậy cùng nhau yêu thương nhiều. Chào buổi sáng ca mập ba. Sáng thức dậy cùng nhau ta hát ca. Thức dậy nào và nói xin chào. Hãy cùng nhau nói câu xin chào. Và cùng nhau chào buổi sáng nào. Hãy nói câu chào buổi sáng nào. Chào buổi sáng cùng nhau hát vang. Chào buổi sáng cùng nhau ca lên nào. Nhìn kìa ông mặt trời đã lên rồi. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Xin chào cá mập con. Chào buổi sáng. Xin chào rùa con. Buổi sáng vui vẻ. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hộ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu, 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 âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó.
Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi, giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn sư tử châu đâu đâu châu đâu giờ thì đã châu đâu đâu châu đâu chẳng còn đau châu đâu đâu châu đâu chớ xong rồi. Woohoo, cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đau ở đùi khi đi bắt cá nè. Ow, ow. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, 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 đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. Một, hai, ba. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn. Đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng. Ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Ồ, cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu 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 giờ thì đã chu đu 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 chẳng còn đau chu đu 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 chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ. Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi, chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi. Ta cần lấy băng vải để băng lại nữa.
Vậy là đã chữa xong rồi, bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi, bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé, đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Con không gửi bạn một lời cảm ơn. Ôi mình cảm ơn nhiều lắm, không biết nói gì hết. Yêu các bạn. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, yêu bạn nhiều. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, yêu bạn nhiều. Hôm nay là ngày bé ca voi mừng sinh nhật đây, nào bạn hãy thôi nên. Hôm nay là ngày bé ca voi mừng sinh nhật đây.
114 để gọi xe cứu hỏa 114. 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Dạ có cháy, giúp con với. Sẵn sàng, phải thật mau lên đường. 1. Che kín mũi với miệng. 2. Đi thấp dưới khói trên đầu. 3. Nhanh tới lối thoát ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh. Không quên, không quên. 114 để gọi xe cứu hỏa 114. 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Dạ có cháy, giúp con với. Sẵn sàng, phải thật mau lên đường. 1. Không đi lung tung và 2. Nằm thấp xuống sàn nhà. 3. Lăn cơ thể lại. 114 để gọi xe cứu hỏa 114. Làm tốt lắm các cháu. Wow. Xin trái răng lên xuống nhà, trái ở trên ở dưới luôn, trái đều răng lên xuống đều, đều các mặt vào trong ngoài, trái ở trên ở dưới luôn, trái đều răng cầm chắc bàn chải lên xuống đều, cùng chải răng đều cho răng thêm sạch khỏe, bên trái bên phải dù những chiếc răng đằng trước phía sau sạch đều cùng nhau. Xin chải răng lên xuống nhà, chải ở trên ở dưới luôn, chải đều răng lên xuống đều, đều các mặt, chải ở trên ở dưới luôn, chải đều răng. Nào cùng chúng mình, mình chải răng nhé. Sáng tối luôn luôn mẹ cũng vậy, bảo vệ răng nhé. Và bố nữa, ngoài vào trong từ dưới lên trên, từ trái sang phải thật nhanh chóng, thật sáng bóng. Xin chải răng lên xuống nhà, chải ở trên ở dưới luôn, chải đều răng lên xuống đều, đều cả mặt, chải ở trên ở dưới luôn, chải đều răng. Ngon ngon ăn vào và nhai, ngon ngon thật nhiều dinh dưỡng. Ngon ngon ăn vào và nhai, hãy ăn thật nhiều bạn nhé. Ngon ngon, ăn cho nhiều đừng kén chọn, ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Ăn ngon lành đừng khóc nhè, nhưng món rất ngon đó nha. Bông cải xanh rồi cà chua, hành tây ớt chuông rồi đậu đen, ngồi ngay ngắn rồi ăn sạch, ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Đồng ý, căng nhai rau thịt kỳ càng ăn hết luôn. Ăn cho nhiều đừng kén chọn, ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Ăn ngon lành đừng khóc là những món rất ngon đó nha. Rau vina và khoai tây, cà rốt, nấm rơm và rau cải nữa, nhiều món ăn cho ta thêm sức khỏe, vậy nên cùng ăn nhé. Đồng ý, ngon ngon ăn vào và nhai, ngon ngon thật nhiều dinh dưỡng. Ngon ngon ăn vào và nhai, hãy ăn thật nhiều bánh. Nào, mau tới đây. Hãy cùng làm theo mình, kéo quần ngoài rồi kéo quần trong, tới ngồi vào trên bô nhà. Xì xì xì. Tất cả trượt xuống chiếc bô xinh. Li ti li ti li ti. Rồi đi tạm biệt li ti để mình tiếp tục. Rồi đi nhanh nhanh li ti xì xì bên trong chiếc bô. La la la. Rồi đi nhanh nhanh li ti xì xì bên trong chiếc bô. Cùng nhau chơi đi. Mau tới đây. Hãy cùng làm theo mình, kéo quần ngoài rồi kéo quần trong, tới ngồi vào trên bô nhà. Ý, ý, ý. Tất cả trượt xuống chiếc bô xinh, nhớ rồi thật sạch sau mỗi lần. Trôi đi tạm biệt nhanh lên để mình tiếp tục. Trôi đi nhanh nhanh lì tì xì xì bên trong chiếc bô. La la la. Trôi đi mau mau trôi theo nước kìa bên trong chiếc bô. Cùng nhau trôi đi. Trôi đi nhanh nhanh lì tì xì xì bên trong chiếc bô. La la la. Trôi đi mau mau nhanh nhanh lên vì em phải đi. La 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 la. Yay, thoải mái quá. Cá mập, con tu 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 cá mập.
mập mẹ tu tu đu 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 đu. Cá mập ba tu tu đu 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 đu. Ba ơi, ơ ơi. Cá mập ba tu tu đu 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 đu. Cá mập ông tu tu đu 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 đu. Cùng đi săn tu tu đu 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 đu. Đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu đu 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 đu. Cá mập cô tu tu đu 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 đu. Cá mập cô tu tu đu 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 đu. Cá mập cô. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em. Cùng đi săn chu chu du 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 du. Cùng đi săn chu chu du 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 du. Cùng đi săn chu chu du 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 du. Đi săn nào. Nào chạy mau tu tu đu 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 đu. Nào chạy mau tu tu đu 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 đu. Nào chạy mau tu tu đu 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 đu. Nào chạy mau. Thật là may tu tu đu 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 đu. Thật là may tu tu đu 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 đu. Thật là may tu tu đu 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 đu. Thật là may. Vậy là hết tu tu đu 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 đu. Vậy là hết tu tu đu 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 đu. Vậy là hết tu tu đu 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 đu. Vậy là hết. Cùng cất đồ chơi vào thôi. Cùng cất đồ chơi đi nào. 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 Nào mình cùng cất bông, cất thập luôn đi nha. Cất những chiếc sâu này. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào. 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 Dọn dẹp những hình non, ta dẹp xe đạp nhé. Cất luôn những chiếc vợt. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào. 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 Cùng dọn dẹp đất sét, ta dẹp luôn hình xếp. Cất luôn bút sáp màu. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào. 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 Cùng dọn dẹp ly nhé. Ta dẹp luôn khói gỗ. Cất sạch nhanh đi nào. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào. 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 Chắc rồi. Đánh răng sẵn sàng. Ống kem sẵn sàng. Chải răng. 1, 2, 3, 4. Cứ chải răng đi, lên và xuống xoay vòng chải đi. Mình chải răng sau bữa ăn này. Chải răng. Cứ chải răng đi, phía bên trái bên phải ta. Nhục nhục quá chả lười của mình. Thật mát. Cứ chải răng đi, lên và xuống xoay vòng chải đi. Mình chải răng trước khi chúng mình lên giường. Chải răng. Cứ chải răng đi, phía bên trái bên phải ta. Ta xúc miệng ta với nước này. Oh shit. La 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 la. Ta sẽ giúp cho bạn đánh răng. Yeah. La 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 la. Sáng sạch bóng như ngọc trai và cười lên. Cứ chải răng đi, bạn và ta cùng với nhau nào. Nào hãy nhớ hãy đánh. Cùng đến đây nào, cùng đến đây nào. Cùng nhau pha phách, mau mau ra đây. Ta thích pha phách, ta thích pha phách. Loài người hãy xem ta này. Con sông này, con tay này. Đây là những điều ta thích.
không giữa tay này tay bắn qua này là những điều ta rất thích. Đúng rồi, ta sẽ xâm chiếm thế giới. Ôi đau da dày, ôi đau da dày, ôi đau da dày quá, ôi đau quá, phát sốt luôn rồi, nhanh lên đi nào, da dày tôi đau quá. Ôi không, bạn bị ngộ độc thức ăn rồi. Nhớ rửa tay khi ăn này, nhớ rửa thật sạch đây. Hãy chắc chắn rằng nấu chín thức ăn thật là giỏi lên nha. Ôi không, có chuyện gì vậy? Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào, ôi ôi chạy nhanh lên. Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào. Ta sẽ trở lại. Ta đi cắm trại, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lại. Không nên lại gần lều còn chưa cất xong. Hãy nhớ có chừng cọc nhọn và dây dài. Chưa nên lại gần và chơi với lửa nhà. Nóng lắm có chừng bạn hãy nhớ đo nhà. Cẩn thận đó. Chơi thăm đi nào, mình cùng ngồi trên cỏ xanh. Hãy nhớ mang theo bình xịt xua đuổi côn trùng. Em có thật nhiều màu và trái cây lạ. Không không coi chừng bạn đừng có chạm vào. Cũng đừng có ăn nha. Không bơi vào dòng suối nha. Không được. Khi có vật gì rời khỏi tay, lấy giúp con với. Khi mưa rồi cùng tìm nơi trú ẩn nào. Cứ đừng chờ chờ thời tiết khá hơn. Ta đi cắm trại, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lại. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hả? Ồ, mình nghĩ những người bạn bị bệnh đã tới rồi. Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Ồ, các bạn, cùng bắt đầu trị bệnh ngay nào. Người đầu tiên, cá mập bà, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã lỡ ăn quá nhiều bánh xò. Ngâm ngâm, ôi bao tử của tôi. Bạn đã bị đau bao tử vì ăn quá nhiều. Ôi, 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 bao tử của tôi. Đừng lo, con sẽ giúp bà thấy khỏe trở lại. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau giúp cá mập bà thấy khỏe trở lại nhé. Ôi, bao tử của tôi. Cố gắng nào, cá mập bà. Tụi con sẽ giúp bà chữa bệnh, sẽ đỡ ngay thôi. Cùng nhau khám bao tử cho bà nhé. Ống nghe của mình đâu rồi nhỉ? Xem nào. Trái tim thì bình thường nè. Ôi không, mình nghe thấy tiếng bụng sôi rồi nè. Không được rồi. Y tá, chuẩn bị mũi tim nào. Tim sao? Ôi trời. Đừng lo mà, sẽ không đau tí nào đâu. Ồ. Sẽ nhanh thôi mà. 1, 2, 3. Ôi ôi, bà xin lỗi. Đừng lo ạ. Cuối cùng, con sẽ cho bà uống thuốc nhé. Y tá, hãy chuẩn bị thuốc bột nào. Hãy mở gói thuốc ra nào. Cẩn thận pha thuốc với nước nhé. Và... wow, thuốc đã pha xong rồi. Các bạn, chỉ uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định thôi nhé. Và chỉ ăn một lượng vừa đủ thôi. Nhớ chưa nào? Nào, uống thuốc đi, cá mập bà.
đắng quá đi. Ồ, Bao Tử khỏe hơn rồi. Cá mập bà tu 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 tu, giờ Bao Tử tu 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 chẳng còn đau, tu 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 tiêu hóa hết rồi. Bà thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn rất nhiều, thật là nhẹ bụng. Vui quá đi, từ giờ bà nhớ ăn chậm và nhai kỹ nhé. Xin mời người tiếp theo. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Ôi ôi đau đau, tôi đau họng. Vậy là bạn đã ăn cá măng xương. Ôi ôi đau ghê, đau lắm nè. Ồ, hãy cùng lấy xương cá ra nhanh nào. Hãy cùng rọi đèn pin để tìm xương cá và dùng nhíp để lấy nó ra nhé. Sẵn sàng rồi. Cá mập ong, nói a đi nào. À... các bạn, hãy nhanh tay lấy những cái xương cá làm đau cá mập ong ra nào. Tìm được rồi. Từ từ thôi. Làm được rồi. Còn một cái nữa kìa. Một, hai, ba. Tìm được một cái nữa nè. Đã lấy được hết xương ra rồi. Ôi không, nhìn kìa, có nhiều vết thương quá đi. Hãy cùng thoa thuốc nào. Chậm thôi. Và cẩn thận nào. Xong rồi. Đã chữa xong rồi. Cá mập ong chu đu đu tu đu, những xương cá chu đu đu tu đu ở hồng ong chu đu đu tu đu lấy ra rồi. Ahem, không còn đau nữa rồi. Thật may khi ông đã nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những vết thương trong họng có thể trở nặng nếu để quá lâu đó. Cảm ơn rất nhiều. Người thứ ba, cá mập đầu búa, xin mời vào. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Ôi ôi tôi đã nằm vào tảng đá nè, là con trai. Ôi ôi đầu bạn bị sưng to chắc rất đau. Ôi 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 rất đau. Mặt của tôi, ôi không. Sẽ ổn thôi. Các bạn, hãy giúp cho đầu của cá mập bớt sưng nào. Đầu tiên, hãy chườm đá lên chỗ bị sưng. Mình đã chuẩn bị túi đá để chườm cho bạn. Hả? Có đến 2 túi đá. Các bạn nghĩ mình nên dùng cái nào đây? Hãy dùng túi đá màu đỏ, có những hoa văn đẹp kia nào. Đây. À, nóng quá. Ôi, đây là túi chườm nóng. Mình xin lỗi. Mình sẽ đổi sang túi đá lạnh ngay. Sẽ mát lạnh ngay thôi. Lạnh quá. Cố gắng một chút nha. Chỗ bị sưng đang xẹp lại rồi. Được rồi, cùng thoa thuốc lên thôi nào. Ta hãy dùng một đầu tăm bông để lấy một ít thuốc nhé. Và giờ, cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bị sưng nè. Ow, ow, ow. Bạn dũng cảm lắm. Mình sẽ dán băng cá nhân lên vết thương. Bạn, ta sẽ chọn hình nào nè? Hình ngôi sao lấp lánh hả?
Được thôi. Rồi, bạn thấy thế nào? Hả? Mình nghĩ mình đã khá hơn rồi. Ca mặt đau bua, giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, cảm ơn đã chữa cho mình hết đau nha. Về cẩn thận nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Các bạn, lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Được chứ? Tạm biệt. Đau nè, hôn một cái là hết đau nè. Đau nè, đau nè, hãy mau sơ cứu và nhớ đó nha. Một khi mà bé va vô tường, ai? Hay là ngã xuống đường, ai? Ồ không, bé đau đau quá đi. Một khi mà bé va vô tường, hay là ngã xuống đường, thôi đừng 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 khóc nữa mà. Đau nè, hôn một cái là hết đau nè. Đau nè, đau nè, hãy mau sơ cứu và nhớ đó nha. Đã đau hơn rồi. Một khi mà bé va vô tường, ôi. Hay là ngã xuống đường, ôi. Ồ không. Một khi mà bé va vô tường, hay là ngã xuống đường, thôi đừng 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 khóc nữa mà. Đau nè, hôn một cái là hết đau nè. Đau nè, hãy mau sơ cứu và nhớ đó nha. Thấy ổn hơn rồi. Này, vào đây nào. Nhưng lúc mà bạn thấy mình ôi khó chịu làm sao, hãy đến nhà vệ sinh thật nhanh. Xì xì xì. Đi vệ sinh xong rồi, wi 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 wi. Khi xong rồi bạn hãy nhớ xả nước vào nhà. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Đừng quên rửa tay. Phiêu. Này, vào đây nào. Nhưng lúc mà bạn thấy mình ôi khó chịu làm sao, hãy đến nhà vệ sinh thật nhanh. Ý ý ý. Đi vệ sinh xong rồi, ý ý ý ý ý ý. Khi xong rồi bạn hãy nhớ xả nước đó nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Nào cùng ghi nhớ. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Đừng quên rửa tay. Yay, mình giỏi chứ nè. Trái, trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Chú ý nha. Chú ý. Khi bé muốn lên xe, phải cầm chặt thanh lan can, không được đẩy bằng mình. Không, không. Nhớ nha, cài chặt dây an toàn, phải giữ đầu và tay luôn bên trong khoang xe. Luôn luôn nhớ nha, nằm chặt thanh lan can nè, nhớ thắt dây an toàn, luôn để đầu và tay bên trong khoang xe. Luôn an toàn, nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên, phải cẩn thận luôn luôn, vui vui học và nhớ. Trái, trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Băng qua đường, qua đường. Phải chú ý xe cộ nha. Nhìn sang bên trái, phải hai bên liên tục. Nhìn, nhìn. Chắc nha, để người lái xe nhìn được ta. Nhìn quan sát hai bên, giờ bé có thể qua đường. Quan sát hai bên liên tục, trái phải luôn phiên nha. Để người lái xe thấy ta trước khi qua đường. Luôn an toàn, nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên, phải cẩn thận luôn luôn, vui vui học và nhớ. Phải luôn ghi nhớ những bài học về an toàn giao thông. Dạ con hứa. Chà chà và xoa, chà chà rồi xoa, khắp các nơi đầu rồi chân xoa, thích lắm nha. Xoa xoa bông bông xà phòng, xoa lên vai đều cả hai, xoa xuống hai chân, xoa lên hai đầu môi, xoa tóc thật nhẹ nhàng thật sạch sẽ. Xoa
đôi chân xa thích lắm nè. Nước bật thật mạnh văng tung tóe bông, nhiều thật nhiều chơi chung nhé. Tắm với nước cùng xà phòng sạch sẽ quá, tắm mát ôi vui ghê. Yeah 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 yeah, chà chà và xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa thích lắm nha. Chà chà và xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa thích lắm nha. Thời tiết như thế nào? Nay trời gió nhiều. Con yêu ơi, thời tiết như thế nào? Và nhiều khói bụi. Con yêu ơi, thời tiết như thế nào? Bây giờ đang ra sao? Tuyết rơi. Ôi hôm nay có tuyết, hãy cùng làm người tuyết nhé. Ngày hôm nay thời tiết như thế nào vậy nhỉ? Nhiều gió nè, nhiều bụi nè, và tuyết nè. Chú ý và thận trọng, giờ chú ý và thận trọng, bên trong và ngoài sân chú ý phải thận trọng. Và khi vui chơi ở trong nhà, có mấy thứ bạn không nên chạm. Bàn ủi không được, ổ điện không được, không được treo lên kệ cao. Tại sao? Nhà thì nguy hiểm đó. Và khi vui chơi ngoài sân vườn, bạn phải luôn luôn cẩn thận, không được đứng trên, đứng trên bậc thang, không trượt cầu thang đâu. Luôn luôn chú ý đề phòng. Đề phòng gì? Coi chừng đụng bàn kha. Chào cậu bé, cháu có muốn xem cuối con không? Bà bị gãy chân, cháu giúp bà với. Bà đôi khi đang đi gặp chung người lạ, thân trong bà hét lớn. Không, cháu không đi với ông. Không, cháu không lấy đâu. Không, tránh xa cháu ra. Thu hút mọi sự chú ý khác. Kìa trăng sao đã bay lên cao, dàn san hô đã thôi xôn xao, màn đêm buông xuống ôi nhiệm màu đã. Giờ đi ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon nhé con yêu. Chúc ba ngủ ngon. Yêu con nhiều. Đồ chơi ơi hãy ngủ nhanh đi, chìm sâu trong giấc mơ diệu kỳ. Màn đêm xuống ôi lung linh, đã đến giờ đi ngủ. Chúc bà ngủ ngon. Mơ đẹp nha thiên thần nhỏ. Chúc ông ngủ ngon. Ngủ ngon nha cháu yêu. Màn đêm đang hát lên câu ru, đã đến giờ. Cá mập ba. Cá
mình. Tay phải rồi sang tay qua tay trái, rửa sạch tay ở mọi nơi. Lòng bàn tay từ trái sang phải, chà bàn tay giống như mình. Lật bàn tay rồi chà mắt sau, khắp mọi nơi từ bàn tay. Một rồi hai ba dưới những ngón tay, gặp lại rồi xoa giống như mình. Và đừng quên vệ sinh cá mông, khắp mọi nơi từ bàn tay. Rửa sạch tay, tránh xa vi khuẩn. Vi khuẩn cùng bụi đất. Tạm biệt. Tròn tròn to to bóng xà phòng, chà và xoa giống như mình. Tay phải rồi sang tay qua tay trái, rửa sạch tay ở mọi nơi. Mày ngơ ngáy bên trong miệng, vì nước cạn xâm nhập ha ha. Chảy nước mũi xuống cao rồi, vì nước cạn xâm nhập ha ha. Sao ngươi mau dừng tay, phải đưa tay bằng xà phòng ngay. Ngăn cảm cúm, nhớ đến răng đều và kia. Ngăn cảm cúm, da thịt và rau củ quả, ăn vào thật nhiều dinh dưỡng lành. Sáng sẵn sàng rồi. Ăn bánh mì không con? Dạ vâng ca mập ông. Yum yum yummy yummy yum 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 yum. Phô mai nè con. Dạ vâng bà ơi. Yum yum yummy yummy yum 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 yum. Ăn trái cây nè con. Dạ vâng ca mập ba. Yum yum yummy yummy yum 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 yum. Ôi xin lỗi, xin hãy cho con trái cây, xin hãy cho con nhiều trứng, xin hãy cho con sữa nè, xin hãy cho con nhiều và thật nhiều. Ăn côn trùng nè con. Dạ vâng mẹ ơi. Hả? Không. Ôi không, cảm ơn. Cùng ghi nha. A ha a ha a ha. Dù bạn ở đâu. A ha a ha a ha. Dù đi cùng ai. A ha a ha a ha. Cùng ghi nha. Cẩn thận nào. Hãy nhớ những điều này để đi thang cuốn an toàn. Hãy đứng theo từng bậc và nắm lấy lan can. Khi đứng trên thang hãy nhớ có dây dày. Ôi không, đừng chạy đùa. Ngã đây không được. La 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 la. Cẩn thận nào. Giỏi lắm. Hãy nhớ những điều này khi đi thang máy nào. Nhấn nút chỉ một lần và chớ nên vui đùa. Hãy nhớ cẩn thận chớ để cái tay nào. Ôi không, đừng dựa. Ngã đây không được. La 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 la. Nhấn chuông khi gặp sự cố. Bạn có sao không? Hãy nhớ những điều này với chiếc xe đầy siêu thị. Ngay ngắn ngồi vào chớ có đu đưa trên xe. Giữ chặt nào, hãy nắm lấy tay cầm. Không không nên đứng trên xe. Ngã đây không được. La 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 la. Chờ người lớn sẽ tới dù bạn buông xuống. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.